chào các bạn, mình là Đặng Giang. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn thấy được cảnh đồng ruộng vườn rau ở quê mình nhé. Đây là một ruộng rau các bạn, và có rất là nhiều chim này. Để mình zoom lên cho bạn xem chim. Đó. Các bạn có thấy không? Rất là nhiều những con vật, rất là buổi sáng đây có cả chuồn chuồn này các thứ này. Đó, các bạn có thể thấy quang cảnh đây đồng ruộng ở quê mình rất là kiểu rất là đấy nhá. Thì mình chờ từ các bạn chờ, mình chỉnh sẽ chỉnh độ sáng màn hình lên để mình xem như nào đó. Đó các bạn, có thể thấy những con chim lông bay, kìa. Đó, chú chim bay nhảy đùa nhau trên đồng ruộng này rất là vui tươi này. Đây là vào một buổi sáng sớm nhá các bạn. Trời đêm qua vừa mới mưa xong mà. Đấy, các bạn có thể thấy những con chú chim đang bay rất là vui vẻ luôn, các bạn có thể thấy không? Đó, và sáng sớm như này thì như là không có ai ra ruộng để làm các bạn ạ. Nhưng mà nói chung là rất là ấy luôn. Đó, để thấy không? Đây là một ruộng, một thửa ruộng, hai thửa ruộng chưa thấy trồng gì, chưa người ta chắc biết đâu người ta trồng những cái cây rau sống, rau thơm ăn đi nhỏ, nó rất là thấp. Còn đây bên này là những cái cũng thế các bạn, nhưng mà nó cao hơn rồi. Còn ở đằng xa xa kia là mình thấy là có, đây để mình zoom các bạn xem. Đó, ở đằng xa xa đấy là hình như là bụi dàn bí dưa chuột các bạn. Bên này nữa này. Đấy, đây là mùa này là mùa dưa chuột mà. Bên kia nữa, còn xa xa kia nữa thì có cả ngô. Có cả ngô các bạn ạ. Biết rồi nhưng mà cứ nói thôi. Còn kia là một cái lán nước, người ta múc nước các bạn. Đó, các bạn thấy nhiều chim bay không? Rất là nhộn nhịp ở trong cái này luôn. Nào là chim, nào là bướm, rồi là có cả ấy nữa các bạn ạ. Các bạn ấy nha, mình sẽ thu nó lại để cho bạn xem thấy toàn cảnh luôn này. Đó, còn đây là những bắp phân. Trời ơi, mình đang ngồi ở những bắp phân đây các bạn. Đó, rất là phê, các bạn thấy không? Đó, thì bạn có thể ngó đi, rất là đấy luôn, rất là xịn luôn các bạn ạ. Đó chính là con cảnh đồng quê mình đấy. Để mình đi sang bên này cho bạn xem thấy rõ hơn nhé. Chói quá, nó không thể lấy những con chim rồi. Chim bây giờ nó lại chuyển sang bên ruộng bên kia, với lại đi xa. Đó, có những con chuồn này. Đó, các bạn thấy không? Nhưng mà rất sáng như này thì không ai làm các bạn ạ. Cho là các bạn, người ta cũng làm xong hết rồi, bây giờ không phải vào mùa người ta làm nữa nên là người ta cũng ra ít thôi. Đó. Thôi, clip này của mình cũng dài rồi nha các bạn. Và mình xin tạm dừng clip này tại đây thôi. Và nếu các bạn thấy hay nhớ like và share mình nha. Và dự tính là clip sau mình sẽ quay con sông mà mình hay tắm cho bạn xem. Bye bye.